cảnh đi chợ của người dân thành phố Hồ Chí Minh, phiếu mua hàng ngày chẳng lẽ xếp hàng dài vào siêu thị. Trước tình hình dịch bệnh rất căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân muốn mua thực phẩm phải xếp hàng từ sáng sớm, đứng vòng trong vòng ngoài chờ đợi hàng giờ liền để được vào mua sắm, là cảnh đi chợ trong rất nhiều ngày qua của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khán giả cùng chúng tôi dạo quanh các siêu thị để hiểu rõ tình hình. Tại siêu thị Cấp Mát Lý Thường Kiệt, quận 10, dòng người rồng rắn xếp hàng ngoài chợ vào mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, xếp vòng trong vòng ngoài. Mọi người đều cầm sẵn giấy mua hàng trên tay. Đây là phiếu mua hàng tại siêu thị phân theo ngày chẳng lễ do phường cấp cho người dân nhằm hạn chế tập trung quá đông người. Một người dân cho biết đã chờ đợi gần 2 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tới lượt vào mua, cứ tưởng phân ngày chẳng lễ là ít người hơn nhưng không ngờ vẫn xếp hàng dài và chờ đợi rất lâu. Người này nói Khách hàng mệt mỏi không biết khi nào mới đến lượt vào mua. Trong khi đó, người không có phiếu mua hàng hoặc người từ các quận khác đến vẫn được mua hàng tại hệ thống cấp mắt, nhưng phải xếp hàng ở một dãy riêng. Nhiều người trang bị kính giọt bắn kỹ càng khi đến nơi đông người. Những người gần đến lượt vào siêu thị đang được chờ gọi tên. Tôi đi chợ cho gia đình và cả nhà hàng xóm. Lần khác họ đi sẽ mua hộ lại cho mình để đỡ mất thời gian. Chị Lan ngụ quận 10 nói. Nhiều người chán nản vì chờ đợi lâu nên đành bỏ cuộc, rời hàng ra về. Lực lượng bảo vệ vừa điều phối người dân xếp hàng, giữ an ninh trật tự và hỗ trợ đo nhiệt độ, khai báo y tế trước khi khách vào siêu thị. Siêu thị bách hóa xanh đưa hàng cả ra ngoài, mở hết các cửa và không sử dụng máy lạnh để hạn chế virus lây lan. Cửa hàng Sacha dù không quá đông khách nhưng người dân cũng phải xếp hàng giữa trưa. Lotte Mart cũng có dòng người dài vào mua sắm. Mọi người sau khi vào được bên trong đều tranh thủ mua nhiều hơn mọi ngày. Tôi mua thức ăn đầy đủ cho cả tuần để không phải ra ngoài nhiều. Thực phẩm có nhích giá đôi chút nhưng mua được là mừng rồi. Dịch mà, vận chuyển khó khăn nên phải lên giá thôi. Chị ăn khách mua hàng nói. Bixi tổ hiển thành chốt chặn cổng chính hầu như chỉ cho khách có phiếu mua hàng trên địa bàn quận mới được vào mua sắm. Nhiều người muốn vào mua đều bị lực lượng chức năng chặn lại từ chối nếu không có phiếu mua hàng cũng như phiếu mua hàng từ các quận khác. Trong khi đó, chợ Nguyễn Tri Phương quận 10 người dân cũng phải xếp hàng dài chứ không được vào thoải mái như trước đó. Chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh gặp cảnh mua hàng khó khăn vất vả như thế này. Rất mong người dân đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.